Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Sheldon Action. One Piece Chapter 1018 vẫn nổi bật nhất là trận chiến giữa Jinbe đối mặt với Husu, và trong trận chiến này đã đưa ra một cái tên mới rất bất ngờ, Thần Mặt Trời Nika. Trong khi tính tới thời điểm hiện tại là ngày 8 tháng 7, chưa có bất cứ một tin tức gì mới về Chapter 1019 cả. Vậy thì bây giờ, hãy cùng mình đi vào những dự đoán về Chapter 1019 nhé. Lưu ý rằng, đây sẽ chỉ là những dự đoán cá nhân của mình, còn đúng hay không thì không biết, các bạn chỉ xem để tham khảo và đợi Chapter 1019 ra mắt. Sự kiện đầu tiên, Jinbe sẽ rời khỏi đảo Onigashima. Như chúng ta đã biết ở trong Chapter 1018, mặc dù trận chiến có vẻ diễn ra nhanh và ngắn ở trong manga, nhưng trên thực tế, cuộc chiến của họ đã diễn ra khá lâu kể từ lần đầu cả hai gặp nhau. Chúng ta chỉ được chiếu ở phần cuối của cuộc đọ sức giữa cả hai. Bản thân cuộc chiến này không thú vị cho lắm, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng Jinbe, anh không phải đơn giản mà từng ngồi vào vị trí Thất Vũ Hải, cũng như có mức tiền thưởng truy nã 438 triệu belly. Vì vậy, chúng ta sẽ trình bày ngắn gọn toàn bộ trận đấu của họ. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy Husu yếu thì cần chú ý lại. Husu là một thiên tài cũ của CP9, có kỹ thuật Rokushiki khác thường nhưng vẫn không thể xuyên thủng lớp Haki vũ trang của Jinbe trong những trường hợp bình thường. Nhưng cuối cùng, sau khi nghe những lời miệt thị của Husu, Jinbe đã rất tức giận và anh ta đã dồn toàn lực vào đòn tấn công hắn. Và Jinbe đã bước đầu khuất phục được Husu. Sau khi vả vào mồm Husu trong Chapter 1018, có lẽ trong Chapter 1019 thì chúng ta sẽ được chứng kiến Jinbe sẽ làm tiếp những gì. Mặc dù trận chiến với Husu đã kết thúc, nhưng cuộc chiến chống lại Kaido thì vẫn chưa đâu vào đâu cả. Vì vậy, hy vọng người lái tàu của chúng ta sẽ làm được điều gì đó to lớn hơn trong chapter sắp tới. Theo như mình nghĩ và dự đoán, thì có thể Jinbe sau khi nghe Bao Hoang thông báo cho cả đảo về tình trạng của Ruffy, thì anh ta sau khi kết thúc được kẻ lắm mồm Husu thì sẽ nhảy khỏi đảo Onigashima để xuống biển đi tìm Ruffy. Trước đó, Momonosuke thông báo cho Ruffy sẽ tiếp tục quay trở lại để hạ gục Kaido, nhưng không ai biết chắc chắn rằng Ruffy đang ở đâu cả. Vậy nên khả năng cao, Jinbe sẽ sử dụng khả năng bơi lội của mình tìm kiếm thuyền trưởng Ruffy ở dưới đáy biển. Và Jinbe có thể giúp Ruffy quay trở lại đảo Onigashima bằng cách ném Ruffy lên đó bằng karate người cá. Thứ hai, các trận chiến khác sẽ được hiển thị. Tình hình hiện tại trên đảo Onigashima dạo gần đây chỉ tập trung vào Jinbe và Husu. Từ khi Ruffy bị Kaido sút bay xuống biển và đang hồi sức, thì tình hình căng thẳng có vẻ như được giảm xuống một cách tối đa khi Oda đang cho chúng ta nghỉ thư giãn một chút. Giờ đây, sau khi trận đấu của Jinbe đã được xử lý xong, thì các trận đấu khác sẽ được Oda cho chúng ta chứng kiến. Cả những trận đấu rất hay, như Yamato sẽ cầm chân Kaido ra sao, câu kéo như thế nào để đợi Ruffy lên đảo, Queen với dạng lai của mình thật mạnh mẽ thì Sanji sẽ đối đầu ra sao. Ngoài ra, còn trận đấu giữa Robin và Brook đang hợp sức để chiến đấu với Black Maria. Tất cả những trận đấu trên đều rất hấp dẫn, và có thể Oda sẽ cho chúng ta thấy diễn biến của một trong những trận đấu trên trong Chapter 1019. Ngoài ra, thì còn Denjiro đang làm gì, đang ở đâu thì cũng có khả năng sẽ được lên sóng để chúng ta nắm bắt được hành tung của những cửu hồng bao còn lại. Thứ ba, Zoro sẵn sàng quay trở lại chiến đấu. Bạn có nhớ anh chàng Zoro bị thương, hay chúng ta còn gọi là một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm chứ? Trong chương 1017 trước đó, Oda đã cho Zoro một con đường quay trở lại để có thể chiến đấu tiếp. Đó chính là siêu phẩm kẹo ke bay lắc đặc chế từ bộ tộc Minh và Chopper, được cho là có thể chữa lành vết thương ngay lập tức cho Zoro, nhưng vấn đề là Zoro sẽ phải chịu hai lần sát thương nhận vào, tức là gấp đôi cho tới chết. Đó là một tác dụng phụ khủng khiếp khi sử dụng kẹo thiên đường. Nhưng Zoro không ngần ngại sử dụng thuốc để có thể phê cùng thuyền trưởng, mà anh ta ngay lập tức nói là chấp nhận sử dụng thuốc vì mọi người đang cần Zoro. Liệu rằng trong chapter sắp tới, chúng ta có thể được chứng kiến sự hồi sinh của Zoro hay không? Và nếu Zoro quay trở lại, thì liệu có diễn ra trận đánh giữa King và Zoro không nhỉ? Thứ tư, tung tích và thông tin của King. Mặc dù King là một trong những thành viên mạnh nhất của Kaido, nhưng hành tung cũng như tin tức thông tin về anh ta cũng vẫn còn là một bí ẩn rất lớn. Hiện tại thì chúng ta chỉ được biết King đang đối đầu với Marco mà thôi. Thông tin về chủng tộc của King vẫn còn là một bí ẩn rất lớn. Tại sao Big Mom lại muốn chiêu mộ một người như King chỉ vì chủng tộc của anh ta? Phải chăng là chủng tộc của King siêu hiếm tới mức đó và King là thành viên cuối cùng của bộ tộc? Liệu có bí ẩn gì đằng sau bộ tộc và dòng dõi của King không? Không chỉ vậy, tiền thưởng của King vẫn còn chưa được hé lộ. Hy vọng trong Chapter 1019 sắp tới, chúng ta sẽ được chứng kiến thêm thông tin cũng như bộ truy nã của King. Và thứ năm, trận đấu tiếp theo được làm rõ là Franky hay là Robin. Trước đó, phe của Ruffy đã gặp rất khó khăn khi chiến đấu với những chỉ huy cấp cao hơn của Kaido và những thuộc hạ siêu đông đúc. Tuy nhiên, sau khi các Gipter quay sang giúp đỡ phía phe Ruffy và Jinbe dường như đã gục được Husu, thì tình hình cũng đỡ căng thẳng hơn một chút. Để tiếp tục diễn biến trận chiến, thì mình nghĩ rằng Oda sẽ tiết lộ trận đấu tiếp theo để làm spotlight bộ truyện. Cuộc đấu giữa Sanji và Queen vẫn chỉ mới bắt đầu, vì vậy có vẻ như họ đã được để dành cho các chương sau.
Nếu vậy, cuộc đọ sức tiếp theo có thể sẽ xảy ra, đó là cuộc đọ sức giữa Robin và Black Maria hoặc Frankie và Sasaki. Nếu Brook có thể có một cuộc chiến đấu tay đôi của riêng mình, có lẽ chương tiếp theo sẽ cho thấy Robin một mình chiến đấu chống lại Black Maria sẽ như thế nào. Vì vậy, tâm điểm của trận chiến tiếp theo có lẽ sẽ là cuộc đọ sức một chọi một giữa Nico Robin và Black Maria. Liệu chúng ta có được trông thấy bí mật về trá quỷ của Black Maria không? Câu trả lời phải đợi từ phía Oda vậy. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về những sự kiện giả thuyết sẽ xảy ra ở trong chap 2019 do mình cung cấp? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.